Tức là làm sao là cô là cô của Hoài mà cô chả giúp đỡ gì được. Cô còn hại Hoài nên là có cái bầu với thằng Hùng nhá. Cái này là từ cô mà ra. Từ cô mà ra cô không cờ bạc nhá. Không bao giờ có cái bầu này ngoài phỉ giúp cô để đi theo con Hoa nhá. Tao nói mày như vậy nhá. Đấy, Xong là giờ cháu ngày đã trước không không truy cứu rồi. Đấy, cô lại cần không giấu đi, lại cần phơi phơi ra. Cái gì đấy, lúc cháu cô lo cho không, cô, nói nhưng kiểu mà như cô. Vậy. Cô bao giờ cô lo cho cháu không? Nhưng mà cô chưa bao giờ cô lo Bây cho giờ mày. Mày có lo cho tao không? Hay thằng Hùng chính bản thân nó bây giờ nó đang thì lo cho tao đấy. Nó có tiền cho tao hả? Cô tưởng là lúc nó mấy có triệu tiền. bạc đi lấy thuốc đấy. Giờ cô có tiền là, cái là bắt đầu cô lại rồi. Nghe theo nó. Giờ là nó Bây giờ nó tiền nói tiền. cái gì là cô cũng làm sao là làm sao? Tao ở nhà tao biết đâu mà mày lại bảo về chưa về đến nhà mày lại bảo cô nói cái gì với thằng Hùng? Nó lên nhà cháu nó nói hết, cháu kìa, nó bảo là cháu có bầu với nó đấy. Nó lên nhà mày nó nói tao biết gì mà chuyện mà đấy sao? Chả có ai biết đâu, chỉ có cô nói thôi. Sao mày không hỏi thằng Hùng mà mày lại đi về mày cháu lại hỏi rồi mày. Nó không nói chỉ có một mình cô nói thì chả có tự dưng mà tao nghe ai nói chúng mày biết rồi nhảy cái gì mình chúng mày mình về chúng mày đổ tội cho tao tao có liên quan gì tao biết chỉ gì có cô bếp xem cô nói chả còn chả có ai nói với đây cháu cả cháu bảo không cô nói là đừng nói với nó thì lại cần nữa xong bây giờ cô nói với nó tao đã nói mày một là một hai là hai tao không nói với nó tao có phải chả con đâu mà tao nói với cháu nó đúng mà cô nói này thùng nó nói vậy đúng không nó nói cô rồi. Bảo là cô nói đấy ừ tao nói này tao đã không nghe đấy lấy cô đấy nha đấy nha mồm cô là cô bảo cô nói nha cô đừng có chối nữa nha nhưng mà tao hỏi mày một câu như vậy nha hôm đấy tao lên tao nói với chúng mày tao bảo là cho tao vài triệu để bịt mồm tao lại tao khỏe nói nhưng tại sao chúng mày không cho thì giờ nó người ngoài mà nó cứ đương cho đấy tiền. Cô lúc nào cũng tiền là tiền nói. Cháu của cô ra nông nỗi như này cô còn trả bênh vực thì thôi bây giờ cô còn bênh vực người ngoài nó cho cô được ít tiền là bắt đầu là cô lại nghe theo nó tao nói là nó hỏi cái gì là cô cũng nói hết với nó ấy. Mày bây giờ mày đối xử với tao ấy mày chả quay tao là cô mày quay tao chả ra cái gì sắt nên giờ cô nói vậy mà nghe được từ trước giờ cháu như nào thì cô còn không biết nữa đâu mà cô vậy tao hỏi mày về sao tao bảo cho tao xin mấy triệu thì mày không cho mà nó là người cháu mày làm gì có tiền lúc nào cũng là tiền cô chỉ sống vì tiền thôi thằng Hùng nó qua cho cô bảo nó cho cô tiền nhỉ ừ nó cho tao tiền đấy rồi nó thì lắm tiền rồi đấy tao lên tao xin vợ chồng mày coi như là tao ngửa tay tao xin vài triệu bạc coi như là chúng mày không cho xin về giờ chúng mày cần nói gì thức ăn thức uống nha cháu bảo Hoài mua về cho cô đàng hoàng nha chứ không phải là tiền cô không thiếu thốn gì đâu tiền mà. Tiền ông đưa cho cô để cô chơi bời với bẩn à chơi bời cái gì tao không có tiền ốm không có tiền mua thuốc tao lên tao bảo đưa cho tao xin vài triệu tao mua thuốc tao uống tao cứ làm sao cô đang đau cháu cho vậy cô đi viện giờ cháu không cho cô gì thì trước giờ tao biết bảo mày cái chân tay tao nó đau tao không có đi làm được cái chuyện của cháu bảo là cháu có bầu nó bây giờ cô đừng có nói nữa không đến làm phiền cháu bây giờ cô đây nó động cái bầu này nó nói là cô cũng nghe theo nó mà làm gì mà phải giấu của nó thì cứ nhận là của nó đi làm rồi gì mà cháu chẳng sợ gì cả đấy nhưng mà cháu tức là cháu không giấu cháu tức là làm sao là cô là cô của Hoài mà cô chả giúp đỡ gì được cô còn hại Hoài nên là có cái bầu với thằng Hùng nhá chả cái này là từ cô mà ra từ cô nhá. Ra cô không cờ bạc nhá không bao giờ có cái bầu này ngoài phỉ giúp cô để đi theo con Hoa nhá tao nói mày như vậy nhá đấy xong là giờ cháu ngày đã không không truy cứu rồi đấy cô lại cần không giấu đi lại cần phơi phơi ra chả cái gì giấu cái gì tao nói mày nhá ngày trước mày cái bạn đứa bé này không có bố bây giờ thằng Hùng nó về tìm vợ tìm con nó thì tốt nhất là giả vợ con cho nó còn mày ấy không liên quan gì đến nữa tao ngày trước mày cứ bảo thôi thôi con đừng có nói kiểu như vậy là bây giờ đấy mày cứ bảo ơi trời ơi cho nhà cháu nuôi rước cho nhà cháu coi như là mang ơn cứu cái đứa bé này cho cô xem nó đủ bây giờ nó đủ tư cách làm bố nó không cô xem nó không biết đủ hay không không biết nhưng mà bây giờ đấy là mày cho nó như vậy tốt nhất là mày thôi cho Hoài đi bỏ nó bơ ra không hay tao ra để cho nó về nó đi lấy hay là cô nghe thằng Hùng nói ngoan ngoan trong tiền nong nong trong bắt đầu cô nói vậy thì tao chả biết cô nghĩ là tiền, nó có là tiền trong là bây giờ cô nghe theo nó rõ ràng rồi đằng nào có tiền thì hơn cái gì nữa chúng mày trả thương tao tao cháu không cho cô đâu giờ mày tao ốm đau mà tao đi mua thuốc mai tao đi mua thuốc mày đưa tiền cho tao đi mua thuốc đậu lúc nào cô cũng tiền đi thương tao từ trước giờ cháu đây là con mày cháu không cho cô cái gì ở đâu mà cô lại kiểu nói kiểu như vậy tao đã bảo là nên là tao bảo là thôi cho cô mấy triệu cô cứ về đi đến chiều cháu về mất mặt không thấy mặt mũi đâu về cô lại tưởng cháu là lúc nào cháu là cái máy ít tiền đâu lúc nào cháu có tiền đâu cô bảo là cô xin là cháu cũng cho luôn cháu còn phải ở trên đấy ăn uống này kia làm gì có tiền nữa thôi tốt nhất đi con ạ à, về đi cháu ở đấy về và thằng Hùng nó rước về thằng đấy làm gì tao có tốt đẹp gì đâu đàng hoàng tử tế thôi mày đã ở nhà nó đâu mà biết tốt hay là cô nhìn nó là cô đã biết rồi vậy là cháu cô vậy rồi. Cháu bảo với cô nha nhưng bây giờ nó dùng mày tiền con nói là mày nó dùng tiền để nó mày có tiền cháu nói với cô này nó mới tốt đẹp nó dùng tiền thuê Ngân Hoa để lừa Hoài
Không, về đấy cái vụ đấy tao không biết. Cái đấy tao không biết. Không biết cô cứ từ mấy cái ba cái đấy tao không biết. Tao ở nhà chứ tao có đi theo con Hoài đâu mà tao biết được. Con Hoa là dùng đây nó chỉ có bảo là cho con Hoài đi thì tao cũng chỉ biết cho đi, còn tao ở nhà chứ tao còn nuôi. Làm sao Hoài? Tao nối gót nữa đâu. Làm sao Hoài lại phải đi? Có phải từ cờ bạc của cô mà ra không? Cờ bạc cô là cô lại phủi đi. Cờ bạc rồi tao nợ lần rồi. Thế con lúc đấy thì nó bảo là đi vưng bê nhà hàng người ta chỉ biết cho nó vưng bê. Xong là cô không biết điều, xong là giờ về xong là lại loanh quanh ra. Tao đã nói Hoài đang làm đơn để cho cô về sớm đi, phải không? Giờ trong đấy con dục xương trong đấy rồi. Dục xương tao cũng chả, nó là cháu tao, nó chả lo cho tao thì đến giờ này tự nó. Đấy, cháu cô lo cho cô, nhưng mà như cô cô bao giờ cô lo cho cháu không? Nhưng mà cô chưa bao giờ cô lo cho mày. Mày sao phải lo cho tao không? Hay thằng Hùng chính bản thân nói bây giờ nó đang thì lo cho tao đấy. Nó bỏ tiền lên cho tao hả? Cô tưởng nó lúc mấy triệu bạc đi lấy thuốc đấy. Cô có tiền cái là bắt đầu cô lại nghe theo nó. Bây giờ nó nói cái gì là cô cũng phải nghe. Thôi, tao đã bảo với mày rồi. Đấy, hôm tao đòi đấy mà trăm triệu mà nhà nó không có tiền, nó mang tiền giả sang cho tao tốt nhất. Bây giờ mày về đi, về thằng Hùng nó mang tiền xuống cưới xin đàng hoàng. Cháu không có lấy nó còn nha, không bỏ thằng này đi là được rồi. Nó tốt đẹp thì đâu, đấy là nó lừa cháu. Bà ấy xuống bà ấy tả mày là A-dua, coi như là đi xuống mang lừa tiền tao là tiền giả. Tao bằng mày tuổi đầu tao phải đi lừa. Nó cho cô bao nhiêu tiền rồi? Nó cho tao bao nhiêu tiền mày hỏi làm gì? Mày cho tao đâu mày hỏi. Mày có tiền cho tao không? Cái đấy là việc của cô đấy. Cô cứ thích thì cô nghe theo nó đi, rồi có ngày cô phải ấy đâu, sáng mắt ra thôi. Sáng mắt lúc nào được lúc nào đưa lúc đấy. Nhưng không phải tiền của nó, không phải là giấy lộn đâu mà là tự nhiên đi. Ừ, lúc nào là mắt bản lúc đấy, tôi nói mày vậy. Nhưng lý do của nó cả. Nó có mục đích cả. Không phải là tự dưng mà nó có, mà nó cho cô nhiều. Không phải là giấy đâu, mà nó đưa cho cô vô tội vạ đâu. Tao cứ có tiền tao ăn tao tiêu là tao nghe thích rồi, còn tao xin được mày. Đến lúc đấy xong là hậu quả như nào là cô tự chịu hết, không phải lúc đấy là cô lại đứng lúc đấy lên cho lại Hoài ơi. Nó ăn thế này nó thế kia rồi. Mày tao hỏi mày nhá, vậy bây giờ thằng Hùng nó có tiền, nó sẽ lấy mày về làm vợ. Còn mày không ở yên được với nhà thằng anh Quài đâu, tao nói mày như vậy. Nó lấy cháu, cháu còn lấy nó à? Vậy mà nó lấy này, nó bảo nó đưa ra pháp luật, nó bảo vợ nó đây để thằng này đến cướp vợ nó, con nó đây này, bây giờ mang cái trách nhiệm, nó bảo con của nó. Nó làm điện thì cô thích thì cô đi mà lấy nó, lấy già nha. Cái thằng này tao bảo cho mày mấy cái giờ đi mày lì, ăn nói kiểu thế hả? Con này đừng có động chân động tay, anh ấy nói đúng. Động chân động tay vậy tao bao nhiêu tuổi rồi mà nó lại nói câu bảo tao đi lấy nó. Còn láo nữa nha. Còn giờ trong sợ nó biết rồi thì cũng được thôi. Đấy giờ thì cháu Đô nó gọi pháp luật đến đây. Nó mà gọi pháp luật đến nha, cho cháu nói cô này, cả cô nó đều đi tù cả. Ừ mày cháu gọi đi trước. Pháp luật đến nó bảo là nó còn, đi con cháu, đi xét nghiệm. Nó bảo sao? Con của nó thì nó phải rước về nó nuôi. Thì đúng là con của nó, nhưng mà tại sao có đứa con này? Nó có phải là nó lừa Hoài không? Chả biết lừa hay không, không biết. Bây giờ cái đến nhà hàng coi như nó thích tiền là cứ vào nó bóc bánh nó ra tiền thôi, còn nó chả có sợ cái gì thích hết. Cái gì? Nó có tiền để nó làm kiểu đấy. Cô làm rồi đâu mà cô biết? Tao chả cô nói như vậy cô nghe được chứ. Nghe thì mình nghe. Cô là đừng có nói cái gì với nó. Không phải nói nhiều. Nó động gì nó hỏi cô cái gì là cô cũng nói hết với nó nghe để cho nó biết. Không bây giờ nó lên tìm chồng nó nói chả ra gì. Nó không ngủ mày làm sao mà nó biết nó tìm mày đây? Cái sao bao nhiêu thằng nó không đến nó tìm mày? Mà bây giờ nó là đến nó tìm mày. Đấy là nó lừa cháu, không phải là cháu tự nguyện. Lừa hay không tao không biết, tao không đi theo chân lối con mày. Không, biết tại cô với cả Hoa với nó lừa thì làm sao cháu mày, ăn. Mày đi mày bảo con Hoa. Tao cũng kiểu là tao không có liên quan gì cô đến. Là đúng lắm. Còn con Hoa không vớ được tao mà vớ được con, tao cần nó tác mặt nó ra. Tác mà nó ra cô nó là một ruột thì cần gì nữa mà cô lại nói cái giọng như vậy. Một ruột gì, nó đến nó khí lừa tao, nó bảo là với cháu tao, nó đây nó khí lừa cô đừng nói cái kiểu này. Thôi cô không nói cái kiểu này. Thôi tốt nhất hai đứa mày về đi, bây giờ xuống đây chúng mày ngấu ngắt biết tao đi đi về đi. Nói cái gì đúng.